Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hiện tại thì em đang vừa về được hai chiếc Toyota Wigo, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu trắng. Thì em sẽ làm video giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Wigo màu đỏ và màu trắng để anh chị xem là cái màu nào hợp với mình nhá. Màu trắng này và đây là màu đỏ. Thì đầu tiên em sẽ đi xung quanh một vòng màu đỏ và cũng thông báo cho anh chị về giá bán của Wigo thời điểm hiện tại. Wigo thì có hai phiên bản là số sàn và số tự động. Đối với phiên bản số sàn thì giá niêm yết là 360 triệu, hiện tại thì tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào 400. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản tự động trước mắt chúng anh chị đây thì có giá niêm yết là 405, mà hiện tại thì bên em đang giảm 10 triệu tiền mặt thẳng vào giá bán luôn, thì giá bán chỉ còn có 395 triệu và tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng là 440 là lăn bánh. Đó là về phiên bản về giá bán. Vừa rồi thì em đã đi xung quanh về ngoại thất của xe và đây là em sẽ đi một vòng tương tự như vậy để anh chị ngắm xem màu trắng cả màu trắng và màu đỏ xem là anh chị thấy màu nào đẹp hơn nhé. Nếu mà anh chị chọn màu theo mệnh thì chắc là phiên bản này, hai cái màu này thì mình sẽ không cần cân đối, nhưng mà nếu mà mình lựa chọn màu theo sở thích thì em thấy hai màu này đều đẹp. Đó, đây là màu trắng. Xe thì được trang bị là cụm đèn trước là cụm đèn full LED, la răng hợp kim, la răng đúc dạng có kích thước bánh là 14 inch. Xe thì có cảm biến thông minh này, còn mức độ tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ có 5,2 lít trên 100 cây. Động cơ 1.2, 3 máy và hộp số DCVT cho ra một cái vận hành êm ái và cực kỳ tiết kiệm. Đây là phần nội thất của xe. Phần nội thất của xe thì được trang bị chủ yếu là màu đen, điểm thêm một chút là màu bạc và có một số cái tính năng hay ho như là cảnh báo điểm mù này, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, và xe cũng một số cái cảm biến, một số cái cập nhật mới như là được cập nhật thêm về cái thứ nhất là thay đổi về cái thiết kế của cái vị trí cần số, dùng tiện hơn rất nhiều, thẩm mỹ hơn. Và cái thứ hai nữa là cái tất cả các ghế đều được trang bị là tự động, cả ghế lái, ghế bên cạnh và ba hàng ghế thứ hai đều được trang bị tự động, có thể điều chỉnh độ cao. Và ghế lái thì có thêm trang bị là điều chỉnh cái chiều cao ghế, anh chị nào mà có chiều cao khác nhau thì có thể điều chỉnh để cho cái tầm nhìn nó tối ưu nhất. Đó là về những cảm biến, về những cái cải tiến mới. Em sẽ đi qua một hàng ghế thứ hai để anh chị xem. Đây là ghế thứ hai của xe, đặc biệt rộng rãi. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Wigo màu đỏ và màu trắng, và giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là những cái cải tiến mới. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về xe, vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.